Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe làm đẹp tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là quy trình chăm sóc dành cho những bạn da bị khô. Và như mọi người đều biết rồi đúng không? Da khô là chính là tình trạng da của chúng ta bị mất nước, thiếu nước rồi không được ẩm ướt này. Và với tình trạng da khô thì sẽ có những cái biểu hiện như là da của chúng ta thường xuyên bị nứt nẻ, thậm chí là bị bong chóc vẩy rồi là mốc trắng lên. Và với tình trạng da khô như thế này nó còn khiến cho da của chúng ta mỏng hơn, xuất hiện các đốm màu đỏ li ti ở trên da và đó gọi là tình trạng kích ứng khi da khô. Nếu mà nói về nguyên nhân của da khô thì có khá nhiều nguyên nhân. Đầu tiên có thể là do việc là do chúng ta rửa mặt với nước nóng này. Thứ hai đó chính là do việc chúng ta không thường xuyên uống nước thứ ba đó chính là cơ địa của chúng ta vốn đã khô rồi nghĩa là từ chân tay đến toàn bộ người trên cơ thể của chúng ta thì đều khô thứ tư đó chính là do sự tác động của thời tiết hanh khô cũng khiến cho da của chúng ta bị mất nước và với những cái tác động như thế này thì chúng ta cần phải tìm được một dòng những dòng chăm sóc da phù hợp để khiến cho da của chúng ta loại bỏ tình trạng bị khô da này thậm chí là chăm sóc cho da của chúng ta tốt hơn và trong cái mùa đông như thế này thì với việc trang điểm hay là lựa chọn mỹ phẩm cũng rất là đau đầu đúng không? và hiểu được điều này thì siêu thị Hàn Quốc cũng như là Kiều Anh đã tìm và lựa chọn ra những dòng sản phẩm chuyên dụng chăm sóc cho những bạn bị da khô và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu thôi nhé. Đầu tiên đó chính là dòng sữa rửa mặt. Ừ, sau một ngày dài thì chúng ta cần phải làm sạch da mặt với các bước như là tẩy trang hay là sữa rửa mặt rồi đúng không? Bên cạnh việc lựa chọn dòng sản phẩm tẩy trang phù hợp với làn da của mình thì bước sữa rửa mặt này cũng vô cùng là quan trọng thì anh đã chọn ra dòng sản phẩm sữa rửa mặt mầm gạo đến từ Hàn Quốc này là một trong những dòng sữa rửa mặt dành cho những bạn da khô này rồi là da rất dễ bị kích ứng. Và với dòng sữa rửa mặt mầm gạo này nó không gây mất cân bằng độ pH cho chúng ta này, cung cấp ẩm cần thiết cho da của chúng ta, đồng thời làm sạch sâu, làm sáng da của chúng ta hơn. Và bên cạnh đó thì với dòng sữa rửa mặt này nó còn là tiền đề làm sạch da để giúp cho những bước dưỡng sau của chúng ta được tốt hơn bước thứ hai đó chính là đắp mặt nạ với việc đắp mặt nạ như thế này thì chúng ta có thể áp dụng từ một cho đến là 2 lần trong một tuần và với việc đắp mặt nạ thì nó vừa cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da đồng thời là cung cấp ẩm và khiến cho da của chúng ta được tươi trẻ hơn và với những bạn da khô thì oanh đã tìm hiểu thì có hai dòng sản phẩm của amusic rất phù hợp với các bạn da khô đầu tiên đó chính là dòng uh, mặt nạ collagen với dòng mặt nạ collagen như thế này thì nó vừa cung cấp ẩm cho da của chúng ta này đồng thời là còn cung cấp collagen tươi uh, ngăn chặn tình trạng lão hóa xuất hiện ở trên da chúng ta đồng thời là loại bỏ các sắc tố melain gây hại gây nám tàn nhang thế nên là đây chính là một trong những dòng mặt nạ mà các bạn nên sử dụng ở nhất là đối với những bạn da khô còn loại mặt nạ thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng đó chính là dòng mặt nạ hoa hồng cũng của amusic này Ừ, đây là một trong những dòng mặt nạ chuyên cung cấp ẩm rồi Bởi vì đối với những bạn với những bạn mà da của chúng ta bị sạm này Hoặc là da của chúng ta mất nước một cách nghiêm trọng Thì ông anh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng dòng sản phẩm mặt nạ hoa hồng như thế này Bởi bên cạnh việc nó giúp cho da của chúng ta sáng hơn Thì mặt nạ hoa hồng còn cung cấp ẩm một cách tối ưu nhất cho làn da của mình Đồng thời là còn trẻ hóa làn da nếu như bạn phân vân rằng chưa biết sử dụng một trong hai loại nào trong dòng mặt nạ hoa hồng và collagen này thì ông anh khuyên rằng Đối với những bạn da khô một cách kinh khủng mà chúng ta dù đã dùng bất cứ loại kem dưỡng nào cũng không ăn thua thì oanh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng dòng sản phẩm mặt nạ hoa hồng. Còn nếu da của chúng ta khô ở mức độ vừa phải thì oanh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng dòng sản phẩm mặt nạ collagen như thế này. Quy trình thứ ba sử dụng toner hay còn gọi là nước hoa hồng để cấp ẩm rồi là cân bằng độ pH dù là những sản phẩm trước không làm mất đi độ ẩm của bạn nhưng việc sử dụng toner giúp cho da của bạn được cung cấp các dưỡng chất cần thiết đồng thời là dưỡng ẩm cho da một cách tuyệt đối và như anh đã có chia sẻ ở trong rất nhiều video trước đối với những bạn da khô vừa phải hay da cực kỳ khô thì anh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng dòng sản phẩm uh, nước hoa hồng toner collagen như thế này. Và với cái dòng toner collagen của Amusic này thì nó cung cấp tuyệt đối collagen cho da của chúng ta Đồng thời là nó tạo độ đàn hồi cho da của mình Và cách tốt nhất đó chính là việc sử dụng toner như này Thì các bạn hãy nhớ cho anh chúng ta đừng nên sử dụng bằng bông tẩy trang Mà thay vào đó thì hãy đổ trực tiếp ra lòng bàn tay Rồi sau đó vỗ tát 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 lên gương mặt như thế này Và với việc vỗ trực tiếp tay lên gương mặt như thế này Thì hãy nhớ rằng phải làm sạch tay nhé đồng thời với cái việc vỗ trực tiếp như thế lên da mặt thì sẽ khiến cho da của mình nó được hấp thu hết toàn bộ những cái dưỡng chất ở trong toner này, cũng như là việc khiến da của chúng ta được thẩm thấu tốt hơn rồi là giữ ẩm tốt hơn. Quy trình thứ tư trong việc chăm sóc da đối với những bạn da khô, đó chính là bên cạnh việc chăm sóc da bằng những sản phẩm bôi từ bên ngoài, đắp mặt, sữa rửa mặt hay tẩy da chết thì chúng ta hãy nhớ là phải cung cấp bằng đường uống như là collagen hay nhà là những viên cấp nước và theo một thời gian anh tìm hiểu cũng như là uh, Korea Shop đã tìm hiểu thì anh đã chọn ra dòng sản phẩm viên uống cấp nước inB Aquaric đến từ Hàn Quốc và cụ thể là đến từ hãng CG một trong những tập đoàn nổi tiếng tại Hàn Quốc và đây là một trong những dòng sản phẩm hot hit nhất trên thị trường Hàn Quốc tại thời điểm hiện tại bởi vì những công dụng mà nó mang lại đối với người dùng thì quá tuyệt vời và cho đến bây giờ thì anh vẫn chưa ghi nhận được một cái trường hợp nào mà sử dụng sản phẩm này mà bị kích ứng hay là tác dụng phụ gì cả bởi vì nó đã được nghiên cứu kỹ càng trước khi tung ra thị trường và sản phẩm này thì cực kỳ phù hợp với những bạn mà bị da khô rồi da của mình nó bị bong 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 rồi mốc lên thành từng vẩy ấy thì oanh khuyên rằng chúng ta hãy sử dụng thêm cái này để nó cấp nước cho cơ thể đồng thời là giữ cho da của mình được đẹp từ sâu bên trong rồi là cung cấp uh, collagen rồi kích thích sự sản sinh collagen và oanh khuyên rằng chúng ta sử dụng sản phẩm này thì nên sử dụng vào thời điểm buổi tối trước khi đi ngủ và cái liều lượng tốt nhất để chúng ta sử dụng đó là hai viên và với sản phẩm này thì oanh khuyên rằng chúng ta nên uống trong vòng 3 tháng sau đó chúng ta lại nghỉ một tháng và 3 tháng sau chúng ta lại tiếp tục sử dụng và với việc cung cấp nước bằng cách viên uống cấp nước thế này thì Oanh tin chắc rằng da của các bạn sẽ không bị khô nữa nếu như kết hợp sử dụng với những dòng mỹ phẩm mà Oanh vừa giới thiệu ở dưới đây. Quy trình cuối cùng đó chính là sau khi những bước dưỡng kia đã hoàn thành hết rồi thì chúng ta hãy đi ngủ và thư giãn sau một ngày dài thôi. Tuy nhiên bạn hãy nhớ rằng một trong những cái bước mà chúng ta cần phải thực hiện mỗi tuần từ 1 đến 2 lần đó chính là tẩy da chết các bạn nhé bởi vì việc tẩy da chết như thế này thì nó sẽ khiến cho da của chúng ta được láng mịn hơn, đồng thời loại bỏ đi những cái lớp sừng trên cùng trên da và kích thích sự sản sinh của những tế bào mới. Và đồng thời đối với những bạn da khô hay là da hỗn hợp thì oanh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng dòng tẩy da chết nha đam như thế này, bởi vì bên cạnh việc dòng tẩy da chết nha đam này không gây khô da thì nó còn hỗ trợ là làm sạch da rồi là kháng khuẩn hiệu quả. Và cách sử dụng tẩy da chết này cũng vô cùng là đơn giản thôi Bạn cần làm ướt mặt rồi sau đó để khô Và bởi vì để khô chính là cái môi trường điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta lấy đi toàn bộ da chết trên gương mặt của mình và các bạn nhớ nhé, với dòng tẩy da chết vật lý này thì chúng ta chỉ được sử dụng tối đa là hai lần trong một tuần thôi. Và vừa rồi chính là những quy trình chăm sóc dành cho những bạn da khô mà Oanh cũng như siêu thị Hàn Quốc đã tìm hiểu và chia sẻ tới cho các bạn. Hãy nhớ nếu như không muốn da của chúng ta bị lão hóa nhanh chóng rồi là bị nứt nẻ chảy máu do tình trạng khô da dày da thì hãy sử dụng những dòng mỹ phẩm cũng như là kết hợp đúng quy trình chăm sóc da như anh vừa chia sẻ trên đây. Và nếu như các bạn thắc mắc chưa biết mua những dòng sản phẩm tuyệt vời như thế này ở đâu thì hãy đến với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ bởi siêu thị Hàn Quốc với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này. Và quan trọng khi chúng ta nhận hàng thì chúng ta được phép kiểm tra sản phẩm rồi sau đó mới thanh toán. Và điều nữa là chúng ta được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và anh sẽ gợi ý một trong ba phương thức để mua hàng tại siêu thị Hàn Quốc. Phương thức đầu tiên đó là các bạn hãy gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho những dòng sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc như thế này và hy vọng với những thông tin mà anh vừa chia sẻ trong ngày hôm nay, thì các bạn đã biết cách chăm sóc da của mình đúng cách để ngăn chặn tình trạng khô da cũng như là lão hóa da đến sớm với chúng ta và chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi, chúng ta đã mua được sản phẩm này mà không cần phải đi lại quá nhiều rồi. Chúc các bạn có một làn da hoàn hảo không bị khô da, rồi luôn giữ được nụ cười trên môi. Kêu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye. Các bạn còn muốn tìm hiểu thêm thông tin về việc chăm sóc da thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất. Những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.